Các thông tin phân tích cho thấy rằng chúng ta nhìn thấy các biên độ của Bitcoin, giá Bitcoin đã giảm nhưng biên độ chưa đủ lớn, sắc đỏ bao trùm trong danh sách top 10 coin trên sàn CoinMarketCap. Giá Bitcoin giảm 3.93%, dự đoán BTC ngày hôm nay 16 tháng 4 giá tiếp tục đi ngang biên độ hẹp với 6500 và 6900 ở vùng tam giác chờ dấu hiệu đánh lớn. Thì đây là cái yếu tố mà chúng ta xem được các mức cản của giá, chạm cản thì nó sẽ hồi lên. Tiếp tục đi theo cái một cái con sóng của Elliott cũng như là điều chỉnh về các mức cản trên để gì ạ? Chờ các cái cú ở cao nhất ở vùng 7315, sau đó điều chỉnh về các cái vùng, sau đó test đi các vùng 5868. Đây cũng là một trong những cái yếu tố để chúng ta theo dõi được mức giá. Thì trong Facebook của ông già đầu tư hôm nay có phân tích về Bitcoin. Ngoài ra các cơ hội về giá dầu phục hồi, giá dầu sáng nay sau những thông tin chính quyền Tổng thống Trump xem xét việc trợ cấp tiền mặt cho nhà sản xuất dầu của Hoa Kỳ, yêu cầu họ giảm sản lượng khai thác dầu để giúp giảm bớt tình trạng dư thừa khiến giá giảm mạnh. Và ngày hôm nay cũng có những cái cú của việc đáo hạn tại dầu, cho nên là gì các mã dầu nó sẽ tăng lên một cách đột biến đó. Giá giảm mạnh do cái việc các nhà sản xuất tăng cái nguồn cung dư thừa khiến giá giảm mạnh, khiến cho các chủ giàn khoan phá sản. Bộ Năng lượng đã soạn thảo một kế hoạch bồi thường cho các công ty vì dự trữ lên tới 365 triệu thùng. Chính quyền sẽ coi đó như là một phần kho trữ khẩn cấp của chính phủ Hoa Kỳ. Vùng 19.3 là vùng hỗ trợ mạnh, giá dầu đang tăng lên vùng 20.50 trên thùng, tăng 1.6%, và giá có thể tăng lên vùng 22, 24, 27 trong đà tăng ngày hôm nay. Tiếp không ạ? Thì đây là cái con sóng của giá dầu. Thì hôm qua ở cái video tôi có nói rằng là cái việc mà đánh ra và đánh vào của cái giá dầu, chúng ta phải chú ý đến cái kỳ đáo hạn. Chúng ta có thể theo dõi các cái video mà tôi phân tích tìm hiểu về dầu, liệu dầu có mua hay là bán như thế nào, đúng không ạ? Đánh ngắn hạn thì bán short sell ra. Sau đó là gì ạ? Sáng nay tôi có bài phân tích như thế này. Tiếp nữa là chúng ta nhìn thấy các cái vùng hỗ trợ và giá tăng đạt được ở các cái mô hình sóng theo hình mô hình W, và đây là cái phân tích về giá dầu. Tiếp nữa, AUD đã hoàn toàn các mục tiêu chốt lời ngày hôm qua khi đạt target 0.63, giá đã chạy hơn 100 pip ở vùng từ vùng bán 0.645. Đó. Chúng ta đã xem các cái mô hình về giá Úc. Tiếp nữa, USD Index hôm nay tiếp tục tăng giá, tạo áp lực giảm cho các cặp ngoại tệ chính. Giá dầu thô tăng 1.54%, vàng tăng nhẹ 0.14%. Và nhận định xu hướng vàng, đúng không ạ? Đó là những cái mà chúng ta theo dõi. Xu hướng vàng ngày hôm nay, test trend H4 ở mức giá quan trọng là 1704. Trong ngày hôm nay, nếu vàng đóng cửa ở dưới mức 1704, thì xu hướng giảm được xác nhận và sẽ tiếp tục kéo dài những ngày tới, mục tiêu có thể về 1650. Chúng ta chờ đóng cửa của ngày hôm nay, đúng không ạ? Những ai short sell ở giá tốt thì hoàn toàn có thể có được cái điểm chốt lời thành công, và chúng ta đã ăn rất là đậm con vàng ngày hôm qua. Các video về giá dầu, đúng không ạ? Chúng ta đừng ngần ngại đăng ký subscribe kênh YouTube mà Thế Giới Đầu Tư và kênh Facebook của ông già đầu tư. Chúng ta sẽ có những cái bài viết và chúng ta theo dõi. Chúng ta cũng theo dõi các cái link ở dưới để chúng ta vào nhóm Zalo cũng như là nhóm ông già đầu tư trong Facebook. Thì hy vọng rằng chúng ta có những cái thông tin tốt nhất. Chúng ta sẽ xem các cái lệnh, đúng không ạ? Giá dầu hôm nay cũng đã được kích hoạt để mua vào với cái tỷ lệ lót rất là cao. Thì trong cái sóng ngày hôm nay chúng tôi cũng đang theo dõi về giá dầu cũng như là những người cần mở tài khoản có thể là mở dưới link của video này. Và một số các cái thông tin đầu tư chúng tôi sẽ cùng mọi người đưa ra các cái giải pháp để đầu tư. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đừng ngần ngại Zalo cho chúng tôi 0987732228. Và tôi lại nói qua lại về vấn đề quỹ GFX, một trong những giải pháp không thua lỗ, no loss system. Chúng ta với các gói gói chuẩn và gói no loss lợi nhuận từ 0-15%, gói bảo hiểm 70%, gói bảo hiểm 50% và các cái gói thông qua robot trade mở tài khoản tại các cái sàn như là HotFX, Xnet, đúng không ạ?
và đưa ra các cái giải pháp ăn chia lợi nhuận cùng GFX. GFX sẽ đem đến cho những cái khách hàng cái sự nỗ lực và không thua và giao dịch có lời và cùng nhau ăn chia với GFX. Chúng tôi mong muốn quản lý các cái tài khoản lớn cho khách hàng và đưa ra các cái giải pháp chốt lời cho khách hàng. Các tài khoản lớn và đầu tư mang tính chất dài hạn để mua dầu, để bán vàng trong cái thời điểm này, đó là một trong những cái mà chúng tôi cần hướng đến dài hạn để chúng ta có thể nhân đôi tài khoản. Chúng tôi cũng cần đưa ra các cái giải pháp dài hạn cho Bitcoin với các vùng sâu để chúng tôi mua. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ sử dụng margin hợp lý để chúng ta có thể đạt được cái tỷ lệ của Bitcoin với các cái vùng giá mà an toàn nhất, vùng cao thì short sell, vùng thấp thì mua vào và mang tính chất là bình quân giá và giải lệnh, dò những cái lệnh rất là thấp. Ether chúng tôi cũng có những cái chiến lược để chúng tôi mua vào ở các vùng giá thấp, tránh trường hợp chúng ta mua ở các vùng lưng chừng nó sẽ dễ bị rủi ro và tổn thương về tài khoản. Các cái mã chứng khoán cũng là một trong những cái giải pháp của No Loss System GFX để đưa ra việc hẹp dinh lệnh cũng như là một số các cái giải pháp để chúng ta có thể sử dụng robot phát hiện các tín hiệu về độ trễ cũng như là một số các cái giải pháp để chúng ta có thể có. Tuy nhiên trong lúc này cũng có rất nhiều các cái mã như là đường đã lên, đúng không ạ? Các cái mã về hàng hóa, giá đường, giá cà phê, đúng không ạ? Hôm qua tôi có nói về giá đường, ta sẽ nhìn thấy các cái mô hình về giá đường. Và ngày hôm nay là đáo hạn của cà phê, giá dầu, cho nên chúng ta kỳ vọng những cái cú swing của thị trường với những cái lực bắt đáy để chúng ta có thể an toàn. GFX với mong muốn quản lý tài khoản cho khách hàng và đưa ra các giải pháp đầu tư no loss system, hy vọng chúng ta có những cái cơ hội để đưa ra các giải pháp hợp tác. Một số các cái thông tin về quản lý quỹ, chúng ta cũng đừng ngần ngại liên lạc với David 0987732228 để đưa ra các giải pháp cùng nhau quản lý sao cho nó an toàn và hiệu quả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.